Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 166. Mẹ, như thế sao được? Tôi nghe thấy thế thì cuống lên, vội vàng lau tay rồi chạy từ trong bếp ra. Cao Lam vẫn tỏ vẻ kinh ngạc, vội xua tay nói với Trương Tình Vũ. Không cần đâu cô Trương, cháu không ở lại đâu, cháu có một căn chung cư ở trung tâm thành phố rồi. Cháu chơi nhà cô đồ tàn cũ nát sao? Trương Tình Vũ ra vẻ khó chịu đáp lại. À không không không, làm gì có chứ. Tuy nhà cô không được coi là xa hoa nhưng lại rất ấm áp, cháu rất thích nơi này. Ca Lam vừa nói, nhìn xem này, cái thằng bé tiểu cao này đúng là dẻo miệng. Nếu cháu thích nhà cô thì ở lại một đêm cũng không sao. Tôi là Vũ nói rằng, nếu tiểu nhân không phản đối thì cháu ở lại một đêm vậy. Cao Lam nói với vẻ ngại ngùng, tôi lắm tiểu cao, cháu đi tắm đi, cô đi trải giường cho cháu, tối nay ngủ lại đây nha. Tôi là Vũ vui mừng nói. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Tôi nhăn cuốn lên vừa còn nói, mấy căn phòng này của chúng ta được con sửa từ phòng làm việc của công ty nhà chúng ta, làm gì còn dư phòng cho Ca Lam ở chứ. Mẹ bảo Ca Lam ở lại thì ngủ ở đâu, chẳng phải phòng này lại được sao? Tôi từ Vũ chỉ vào cánh cửa bên cạnh Lâm Minh. Đây là phòng để dành cho Lâm Minh mà. Lâm Minh sao? Tối nay cậu ta hoặc là ngủ ở sofa hoặc là ra ngoài mà ngủ, tự chọn đi. Tôi từ Vũ mất kiên nhẫn nhìn về phía Lâm Minh. Là mình ngày thay thế trong lòng tức giận trầm giọng nói, mẹ tôi số gì con và tiểu nhan cũng là vợ chồng, cũng từng kết hôn, bây giờ mẹ giữ một người đàn ông xa lạ ở lại qua đêm, mẹ không nghĩ đến cảm nhận của con sao? Ngay giọng được có cậu thì cậu định qua đêm ở ngoài chứ gì? Tinh Vũ xa mặt lạnh lùng nói. Sao mặt Lâm Minh trở nên lạnh lẽo đang định lên tiếng, Cao Lam lập tức nói, cô đừng tức giận, anh Lâm cũng đừng trách móc, cô chỉ muốn giữ tôi ở lại để nói chuyện thêm, chứ không có ý gì cả. Về vấn đề đi hay ở của tôi, thì anh cũng nói đúng. Bây giờ anh và Tiểu Nhan là vợ chồng, tôi ở lại đúng là không thích hợp lắm. Tôi vẫn là nên về thì hơn. Tư Tử Vũ nghe thế thế thì không đồng ý, vội kéo cánh tay Lâm Cao Lam, gấp gáp nói. Tiểu Cao, đã muộn thế này rồi, cháu về làm gì chứ? Nghe lời cô đi, cháu cứ ở phòng này đi, cô cho cháu biết. Cậu ta chỉ là một thằng ở rể, hơn nữa cũng sắp đi hôn với con gái cô rồi, cháu không cần phải kiêng dè gì cả, cứ ở loại thoải mái đi. Cao Lam nghe thấy thế đáy mắt lóe lên một tia sáng, nhưng vẻ mặt không có gì thay đổi, vẫn làm ra vẻ khó xử. Nhưng sao nào, lời cô nói mà cháu cũng không nghe sao? Tên Vũ lập tức thay đổi thái độ không vui nói ra, à không không không, sao cháu dám chứ. Cao Lam vội vàng xua tay, sau đó bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu cô đã nói như vậy thì tối hôm nay cháu chỉ đành làm phiền mọi người vậy. Thằng bé này khách sáo quá rồi, nào để cô đi lấy canh cho cháu, cháu đi tắm rồi nghỉ sớm đi. Tinh Vũ cười tươi như hoa vội vàng nói. Cao Lam gật đầu rồi lại mỉm cười với Tôn Nhan, sau đó mới xoay người đi vào phòng tắm. Mẹ đang làm gì vậy, chẳng ra thể thống gì cả. Tôn Nhan vừa cuốn vừa giận, trừng mắt dậm chân với Tinh Vũ. Cái đồ ngốc này, mẹ làm vậy là muốn tốt cho con mà thôi. Tôi từ Vũ cười nói, tốt cho con sao? Cái gì mà tốt hay không tốt chứ? Lẽ nào Cao Lam không ở đây thì con không tốt sao? Tôi đang tức giận nói, bây giờ con vẫn chưa thể hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, rồi có một ngày con sẽ cảm kích mẹ cho mà coi. Tôi từ Vũ cười đáp lại. Tôi đang nghe thấy thế thì tức đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng không thốt nên lời. Cuối cùng cô cáu kỉnh nói, được, nếu ra vậy thì con đến phòng làm việc ngủ. Đã xong, tôi nhanh nổi giận đùng đùng chạy vào phòng làm việc ở hành lang rồi khóa trái cửa lại. Con ra đây cho mẹ. Tinh Vũ đập cửa liên tục nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt. Lần này thì tôi nhanh tức giận thực sự rồi. Cô không phải là kẻ ngốc, sao lại không nhìn ra suy nghĩ của Trương Tinh Vũ chứ? Theo cô thấy, Trương Tinh Vũ đối xử với cô chẳng khác nào một món hàng. Con ra này được lắm, lời mẹ nói mà con còn dám không nghe sao? Loạn rồi, loạn hết rồi. Tinh Vũ tức giận nói. Tinh Vũ, bà làm cái gì vậy? Đang yên đang lành, bà chứ cậu cao kia ở lại nhà mình làm gì chứ? Dù sao Tiểu Nhan cũng là phụ nữ đã có chồng, bà làm vậy nó lại bị người ta nói này nói nọ đó. Tô Quảng cũng bước tới khuyên nhủ. Cái đồ ngu như ông biết cái gì chứ? Tài sản của cậu Cao Lam kia e là phải mấy tỷ đó. Nếu Tiểu Nhan lấy cậu ta thì chẳng phải cả đời này không cần lo cơm ăn áo mặc nữa sao? Tinh Vũ cười đáp lại. Tô Quảng sửng sốt,
Tình Vũ, cháu với bà định gả Tiểu Nhan cho chủ tịch Lâm sao? Chủ tịch Lâm sao? Tuy cậu ta thích Tiểu Nhan nhưng mãi mà chẳng có đồng tĩnh gì, không biết rốt cuộc cậu ta có định cưới con gái chúng ta hay không. Cậu ta chờ được nhưng con gái chúng ta thì không chờ được đâu, mà đây cũng muốn chờ nữa. Rõ ràng cậu Lam này đã nhìn trúng Tiểu Nhan nhà chúng ta. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền, gả luôn con gái cho cậu ta chứ, cũng cho chú Tích Lâm phải hối hận. Tên Vũ cười thật tươi nói ra. Tôi khoảng ngay thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì hiểu ra. Tình Vũ, hóa ra là bà có ý này, bà đúng là thông minh đó. Tất nhiên rồi, tưởng tôi là ông chắc, cái đồ ngu ngốc này. Tình Vũ đắc ý cười đáp lại. Hai người họ đứng trước phòng làm việc của tôi nhanh, nhớ giọng nói gì đó. Là mình đứng ở cửa, sắc mặt bối rối. Nếu bà ngủ sofa thì chắc chắn là anh không chịu, không được thì về Dương Hoa vậy. Anh đến đây không phải là để bị sỉ nhục, nhưng lúc này sau lưng Lâm Bình vang lên tiếng cười đùa cợt mỉa mai. Sao vậy, ngủ ở sofa không thoải mái sao? Lâm Bình ngoảnh lại nhìn thấy Cao Lam đang nhìn mình. Anh ta nở nụ cười kỳ quái, ánh mắt nhìn anh đầy khinh miệt và cười nhạo, không còn vẻ ung dung nho nhã như trước nữa. Lâm Bình thấy thế sắc mặt trầm xuống. Vừa nãy anh vẫn luôn diễn kịch đúng không? Diễn kịch sao? Cao Lam mỉm cười. Trên đời này ai mà chẳng phải diễn kịch chứ, phơi bày cho người ta thấy sự giả dối của mình, còn sự chân thực thì giấu nhẹm đi, không ai có thể nhìn thấy, trừ khi bản thân cố ý để lộ ra. Nhưng hình như anh đã cố ý thể hiện sự chân thực cho tôi thấy đấy, Lâm Minh bình tĩnh nói. Sở dĩ tôi cho anh thấy là muốn để anh biết mình đáng thương đến mức nào mà thôi. Cao Lam cười đáp. Đáng thương sao? Lâm Minh, tôi đã biết chuyện qua từ lâu, anh chỉ là một thằng ở rễ vô dụng. Nếu không phải ông nội quá cố của Tiểu Nhan cưỡng ép yêu cầu thì anh có tư cách gì mà kết hôn với Tiểu Nhan chứ? Anh ấy cảm thấy may mắn, tuy anh chưa từng chạm vào Tiểu Nhan nhưng có thể làm chồng cậu ấy đã là may mắn lắm rồi, anh ấy biết đủ. Vậy ý của anh là? Tôi có ý gì khác, nhìn thái độ Trương Tình Vũ đối xử với anh thì chuyện anh ly hôn với Tiểu Nhan đã chắc gia đình đóng cột. Nếu đã là chắc chắn ly hôn thì tôi cần gì phải đối phó với anh cho hết việc ra. Anh không có tư cách làm đối thủ của tôi. Cao Lam nheo mắt cười nói. Đây chính là sự kiêu ngạo của anh ta. Thế sao? Là mình không thèm để bụng. Không thì sao chứ? Là mình, anh không có tư cách làm đối thủ của tôi. Người thực sự có tư cách đó chỉ Thành Địa Lâm ở Giang Thành. Đã tiếc là thái độ Thành Địa Lâm đối với Tiểu Nhan khiến ai đấy đều biết anh ta thích Tiểu Nhan. Nhưng lâu như vậy rồi mà chẳng thấy Thành Địa Lâm tiếp tục có động thái gì. Như vậy thì chỉ đành để tôi khớt tay trên vậy. Cao Lam ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo hai chân, nói ra. Nói vậy là lần này anh tới để cưới Tiểu Nhan đúng không? Lâm Minh hỏi. Cưới sao? Cao Lam hơi sửng sốt, sau đó bật cười. Anh đã nói đùa gì vậy chứ? Lấy tôi Nhan sao? Cậu ta có tư cách làm dâu nhỏ Cao chúng tôi sao? Đừng đùa chứ. Tôi phải thừa nhận tôi Nhan rất xinh đẹp. Vốn hồ là đàn bà thấp kém như vậy, không có tư cách làm vợ Cao Lam tôi. Cao Lam nhòm ngó tôi Nhan từ hồi đại học. Anh ta vốn đã định ra tay từ lúc đó, nhưng do nguyên nhân gia tộc nên anh ta bất chỉ phải rời đi sớm. Nhưng không lâu trước đó, anh ta vô tình biết được Tô Nhan để lấy một thằng bất tài, hơn nữa đến giờ vẫn còn trinh nguyên. Điều này khiến anh ta lại bắt đầu rụt rịch. Anh ta không ngồi yên được nữa, mua vé máy bay đến Giang Thành ngay trong đêm. Anh ta đến đây chính là vì Tô Nhan. Anh ta vốn tưởng rằng phải vất vả lắm mới đuổi được thằng ở rễ này đi. Nhưng không ngờ Trương Tình Vũ lại vô cùng bất mãn với con rể và cực kỳ coi trọng người bạn học lắm tiền là anh ta. Điều này khiến tâm trạng Cao Lam rất tốt. Mọi chuyện đơn giản hơn tưởng tượng của anh ta rất nhiều. À đúng là đáng thương thật đó. Kết hôn 3 năm mà ngay cả bàn tay cũng chưa được chạm vào. Tôi nghĩ chắc là anh ngày nhớ đêm mong có được Tô Nhan đúng không? Đáng tiếc anh chỉ có thể tưởng tượng trong mơ mà thôi. Cao Lam uống một ngụm trà mỉm cười. Thật ra tôi đã từng chạm vào tay cô ấy rồi. Nhìn nhau cả thôi, cái màng mỏng đó của cậu ta vẫn còn, nhưng nó sẽ nhanh chóng mất thôi. Yên tâm, nếu anh có hứng thú, chờ tôi chơi xong sẽ chia sẻ đều một số điều tâm đắc với anh. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, anh mau đi nghỉ ngơi đi. Chiếc sofa này cứng quá, nếu là tôi thì chắc là sẽ mất ngủ mất. Cao Lam vỗ vai Lâm Minh, sau đó cười ha hả đi vào trong phòng. Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt dần trở nên lạnh thấu xương. Đương nhiên là anh sẽ không thể ngủ trên sofa rồi. Anh bước ra khỏi phòng, nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt của Tô Nhan, lắc đầu rồi rời khỏi công ty quốc tế Việt Nhan.
là mình đến biệt thự Hào tỉnh Thế Kỷ ngủ một đêm. Còn Tôn Nhanh không chịu nổi lời khuyên nhủ của Tôn Trương Tình Vũ và Tôn Quảng, Tôn xách ba lô để đến y quán của Thạc Thiên ở một đêm. Nhưng sáng hôm sau, Cao Lam cũng đến y quán. Anh ta lái Bentley đến, tay cầm bữa sáng bước vào. Khi nhìn thấy Lạc Thiên đang bốc thuốc, mắt Cao Lam lập tức sáng lên, nhưng anh ta vẫn kiềm chế suy nghĩ này, gật đầu với Lạc Thiên rồi đi về phía Tôn Nhanh. Tiểu Nhanh, tôi mua bữa sáng rồi, cậu ăn đi. Cao Lam cười nói, cảm ơn. Hình như đêm qua Tôn Nhanh ngủ không được ngon, khuôn mặt có chút tiều tụy. Tôi xin lỗi Tiểu Nhanh, tại tôi mà cậu cãi nhau với cô chú, nếu không có tôi thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Cao Lam nói đầy tự trách, đó không phải là lỗi của cậu, cậu đừng nói như vậy. Tôn Nhanh lắc đầu, dù có thế nào nếu không có tôi thì chuyện cũng sẽ không như vậy. Tiểu Nhanh à, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Thật sự không sao đâu, được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi. Tôn Nhanh bắt đầu cửa thở dài, cười khổ nói. Cao Lam lập tức ngồi xuống, bóc quả trứng luộc lá trà cho Tôn Nhanh. Lạc Thiên bốc xong thuốc cho bệnh nhân, nhìn hai người bằng mắt khó hiểu. Tiểu Nhanh, Lâm bên đâu rồi? Không biết, mình tưởng anh đấy đến đây rồi chứ. Tôn Nhanh thuận miệng đáp lại. Tối xấu gì, cậu cũng là phụ nữ đã có chồng, tùy tiện tiếp xúc với người đàn ông xa lạ cũng không ổn lắm đâu. Lạc Thiên có chút tức giận nói ra. Tuy cô ấy chỉ mong Lâm Minh và Tôn Nhanh nhanh chóng ly hôn, nhưng chứng kiến cảnh này, trong lòng cô ấy ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu, cứ cảm thấy Lâm Minh phải chịu thiệt thòi. Cậu ấy không phải là người xa lạ, Thiên Thiên, mình quên không giới thiệu với cậu, đây là bạn học đại học của mình, Cao Lam. Cao Lam, đây là bạn thân tôi, Lạc Thiên. Chào cô Lạc, Cao Lam đứng dậy, chìa tay ra, mỉm cười nói. Chào anh, Lạc Thiên chỉ gật đầu chứ không chìa tay ra. Cao Lam cũng không thấy ngại, ngồi xuống tiếp tục ăn sáng. Lạc Thiên khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Ăn xong bữa sáng, Tôn Nhanh định đến bệnh viện thăm Tô Thái. Đột nhiên, Cao Nam cũng đi theo. Lâm Minh nhận điện thoại của Tô Dư nên chạy đến bệnh viện. Ba người vừa khéo gặp nhau ở bãi đỗ xe. Anh Lâm, chúng ta là có duyên đó. Cao Nam mỉm cười bước tới. Ừ. Lâm Minh tùy ý gật đầu rồi đi lên tầng, cũng thèm nhìn Tô Nhanh. Theo anh thấy, nếu Tô Nhanh quá thật muốn thành đôi với Cao Nam thì anh cũng mặc kệ. Dù sao anh cũng từng nghĩ đến việc ly hôn với Tô Nhanh. Cô gái này không yêu anh, mà anh cũng không hề thích cô. Sợ gì anh bảo vệ Tôn Nhanh là vì nghĩa vụ vợ chồng mà thôi. Thế là mình vội vàng lên tầng, trong lòng Tôn Nhanh có chút thụt thẫn. Đến lúc ba người đến trước phòng bệnh Tô Thái, một chiếc khay bị ném từ trong phòng ra, rất nhiều thuốc và ống, truyền kim tiêm vương vãi dưới đất. Ba người đều ngây ra, sau đó nghe thấy tiếng la hét vang lên trong phòng bệnh. Cút, cút hết cho tôi. Tôn Nhanh nghe thấy thế thì biến sắc, vội vàng bước vào phòng bệnh. Chỉ thấy một y tá và mắt đỏ hoe, vẻ mặt ấm ức bước ra, nhặt đống lộn xộn ở dưới đất. Trên giường bệnh, Tô Thái đang gầm thét điên cuồng, chửi bới không ngừng, tâm trạng vô cùng kích động. Lưu Văn San ở bên cạnh vừa khóc vừa khuyên giải Tô Thái bình tĩnh lại. Cảnh tượng này khiến Tô Nhanh và Lâm Minh vô cùng ngạc nhiên. Tô Thái là người rất hiền lành, sao lại nổi điên như vậy chứ? Chẳng khác nào một con sư tử bị chọc giận. Bác gái, bác cả, làm sao vậy? Tô Nhanh vội vàng bước tới, nghi hoặc hỏi. Bác sĩ nói thần kinh quay tổn thương trong lần ẩu đả trước, tuy đã là phẫu thuật nhưng vẫn để lại di chứng. Ông ấy bị mắc chứng cuồng loạn nghiêm trọng, rất dễ nổi cáu, bây giờ lại phát bệnh rồi. Lưu Bản San vừa khóc vừa nói, vậy mau bảo bác sĩ tới chữa đi ạ. Tôi đang vội nói, không chữa khỏi được, chỉ có thể khống chế thôi, phải tiêm thuốc an thần. Nhưng thuốc an thần sao thể tiêm thường xuyên được chứ, nếu tiêm nhiều sẽ xảy ra chuyện, thế nên chỉ là ông ấy chịu đựng thôi. Lưu Bản San ôm mặt khóc bất lực nói, tối qua bác đặt an ủi xoa dịu ông ấy cả đêm nhưng vô ích. Tiểu Dư còn bỏ cả học chạy khắp nơi cầu thầy trị bệnh nhưng hy vọng rất xa vời. Tiểu Nhanh, số bác thật là khổ mà. Tôi nhận nghe thấy thế thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Không ngờ tình hình của tôi Thái lại tệ như vậy. Tiểu Nhanh, Lâm Minh, sao hai người lại đến đây, đến để cười nhà tôi đúng không? Tôi nói cho các cô cậu biết, dù tôi có bị người ta đâm thì tôi vẫn là bác cả của các cậu. Cút, cút ra ngoài cho tôi. Tô Thái trừng đôi mắt đỏ ngầu lên, chỉ vào hai người bọn họ gầm thét. Bác đừng tức giận, mau nằm xuống đi. Vết thương của bác vẫn chưa lành hẳn, nếu bác kích động quá sẽ khiến miệng vết thương bị rách ra đấy. Tôi nghe vừa nói, nhưng Tô Thái nghe xong tâm trạng lại càng kích động hơn. Khốn kiếp, cô coi thường tôi sao? Tôi cứ không ngồi xuống đó, tôi đứng đây này, tôi còn muốn dạy cho cô một bài học nữa là cô là cái thái gì chứ? Con cháu mà dám khua môi múa chân với tôi sao? Cút, cút cho tôi, cút! Dứt lời, Tô Thái liền chộp lấy đồ ở chiếc tủ bên cạnh giường ném mạnh về phía Tôn Nhanh. Là mình lập tức túm lấy cánh tay Tôn Nhanh kéo ra. Tất cả những thứ như linh tinh như cốc nước, hoa quả đều bị ném về phía này. Cao Lam không kịp tránh,
bị hai quả táo rơi bốc vào đầu. Lão già cho chết này, anh ta buộc miệng chửi bới, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, liền vội vàng ngậm miệng chỉ nhìn Tô Thái với ánh mắt oán hận, rồi tránh ra khỏi cửa phòng bệnh. Sao lại thế này? Sắc mặt Tô Nhan trở nên khó coi, có chút lo lắng. Xem ra bệnh tình của bác cả phức tạp hơn tưởng tượng nhiều, nhưng em đừng lo, chứng uông loạn có thể chữa được, Lê Minh nói ra. Nhưng với điều kiện y học của Giang Thành, chỉ sợ là rất khó chữa những thương tổn thần kinh của bác ấy. Tô Nhan nhanh nhỏ nói, vậy thì đến Yến Kinh để chữa. Bệnh viện chúng tôi đã gọi điện thoại cho bệnh viện nhân dân ở Yến Kinh rồi. Chủ nhiệm ở đó nói là bệnh này với điều kiện y học trong nước thì không thể chữa khỏi hắn được, chỉ có thể ra nước ngoài mà thôi. Đúng lúc này, cô y tá vẻ mặt ấm ức kia cầm khay lên, nhớ giọng nói rồi vội vàng rời đi. Ra nước ngoài chữa sao? Tôi đang sửng sốt, sau đó tỏ vẻ khó xử. Như vậy thì phải mất bao nhiêu tiền chứ? Mất bao nhiêu mặc kệ, chữa bệnh quan trọng hơn. Là mình đáp, nhà bác cả đánh nợ như chúa trộm rồi, chắc chắn không thể có số tiền này. Công ty em còn mới bắt đầu, không có nhiều vốn, không biết số tiền đó có đủ giúp bác cả chữa bệnh hay không nữa. Dù sao Tô Nhan cũng mềm lòng, bình thường những tiền như tiền chữa bệnh thì cô cũng không tiếc, nên quyết định mang ra để cứu Tô Thái. Yên tâm đi Tiểu Nhan, anh cũng có, Lâm Minh nói. Tô Nhan có chút ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn gật đầu. Cảm ơn anh. Không có gì, Lâm Minh mỉm cười. Nhưng lúc này Cao Lam ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Tiểu Nhan, thật ra cậu không cần lo về vấn đề tiền nong, quan trọng nhất là tìm được bác sĩ giỏi. Đúng, chúng ta phải nhanh chóng liên hệ được với bác sĩ giỏi. Chứng cuồng loạn này của bác cả phải nhanh chóng được chữa, không thể kéo dài nữa. Nếu bác ấy có hành vi quá khích thì hỏng bét. Tô Nhan vừa nói, bây giờ bọn cháu sẽ đi liên hệ với các bệnh viện, mời bọn họ ra mặt giúp chúng ta liên lạc với các bác sĩ giỏi ở nước ngoài. Không cần phiền phức thế đâu, Tiểu Nhan. Tôi có số điện thoại của một bác sĩ nước ngoài vô cùng nổi tiếng để tôi hỏi giúp cho. Cao Lam mỉm cười nói, thật sao? Hai mắt Tô Nhan sáng lên. Cậu đừng quên tập đoàn Cao Thị bọn tôi là tập đoàn đa quốc gia, quen biết mấy người bạn nước ngoài chẳng phải là rất bình thường sao? Cao Lam đầy đắc ý cười đáp. Vậy được, cậu hỏi giúp tôi đi, lần này phải dựa vào cậu rồi, Cao Lam. Tô Nhan gật đầu vô cùng kích động. Cao Lam lập tức lấy điện thoại ra, còn nhìn Lâm Minh với một cái điệu đầy khiêu khích, rồi đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Một lát sau anh ta bước tới. Không vấn đề gì Tiểu Nhan, bác sĩ kia đã đồng ý rồi, cô ấy nói ngày mai có thời gian có thể đến chữa bệnh cho bác cậu, Cao Lam nói. Tốt quá, cảm ơn cậu, Cao Lam. Tô Nhan cảm kích nói, nhưng tôi có điều kiện. Cao Lam bỗng tỏ vẻ khó xử, nhớ giọng nói. Điều kiện? Tô Nhan không khỏi sửng sốt, là điều kiện gì chứ? Việc này tôi không tiện nói, Tiểu Nhan, hay là cậu nói chuyện với cô ấy đi. Cao Lam mở loa ngoài rồi đưa cho Tô Nhan. Tô Nhan nhận điện thoại có chút căng thẳng, nhưng vẫn dè dặt chào hỏi bằng một câu tiếng Anh không được thành thạo cho lắm. Chào bác sĩ, chào cô. Cô không cần dùng tiếng Anh để giao tiếp với tôi đâu, tôi biết tiếng Trung. Bên kia điện thoại là một giọng nữ êm tai. Lần mình nghe thấy giọng này thì hơi nhíu mày, ngước mắt lên nhìn chiếc điện thoại kia. Giọng nói đầy quá quen. Người này là... Ồ, vậy sao? Được, thưa bác sĩ. Tô Nhan có chút căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, nói ra. Bác sĩ, chắc là Cao Lan đã nói hết cho cô biết tình hình của bác tôi rồi. Không biết bên cô... Tôi đã điều trị miễn phí cho bác cô, nhưng như lời Cao Lam nói, tôi có điều kiện. Cô cứ nói đi, điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý. Tô Nhan vội đáp lại. Tôi muốn tối nay cô cùng Cao Lam đi ăn tối, dạo phố, xem phim và tham gia đại hội đại biểu y dược được tổ chức ở Giang Thành vào ngày mai. Không biết cô có thể đồng ý không? Giọng nữ ở đâu dưới bên kia mỉm cười nói. Tô Nhan nghe thấy thế thì là tức sửng sốt. Cao Lam thì chỉ mỉm cười nhìn điện thoại không nói lời nào. Và sắc mặt Lâm Minh thì có hùng lạnh lùng. Bác sĩ, đang ý đang lành, sao cô lại đưa ra yêu cầu này chứ? Tô Nhan tỏ vẻ khó xử. Bác sĩ này rõ ràng là muốn gắn kết cô với Cao Lam mà. Sao vậy? Cô đồng ý sao? Giọng nữ ở đầu bên kia có chút bất kiên nhẫn. Bác sĩ, liệu có thể đổi sang yêu cầu khác không? Tôi là người đã có chồng. Tô Nhan bất chấp gì nói. Tôi nghe nói cô sắp ly hôn rồi mà. Nếu đã sắp ly hôn thì chuyện này có gì mà không thể chứ? Bác sĩ nữ kia cười đáp lại. Nhưng nếu cô không đồng ý thì thôi vậy. Cô sẽ đi tìm bác sĩ khác, nhưng tôi muốn nói là với vết thương như của ông ta thì chi phí điều trị sẽ cực kỳ đắt đỏ. Không có 3 triệu thì không hoàn thành được việc chữa trị đâu. Hơn nữa các bác sĩ giỏi ở nước ngoài cũng chỉ chắc sẽ nhận bệnh nhân như thế này. Dù sao quá trình điều trị của ông ta cũng quá dài. Các cô cũng chỉ chắc sẽ mời được bọn họ. Tóm lại, nếu tôi không cứu thì e là các cô rất khó tìm được người khác. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Bác sĩ nữ kia mỉm cười. Đây dường như là thông điệp cuối cùng dành cho tôi nha. Tô Nhan cắn môi nhìn Cao Lam với ánh mắt đầy phức tạp và ngạc nhiên.
Con phải là đồ ngốc đương nhiên biết chuyện này có nghĩa là gì. Cao Đam nếu được người bắt dĩ. Tiểu Nhan, tôi xin lỗi nha. Bác sĩ này có mối quan hệ rất thân thiết với nhà tôi. Cô ấy biết tôi đến Giang Thành tìm cậu, cũng mơ hồ đoán được tôi có ý với cậu, nên mới đưa ra yêu cầu này. Cô ấy gắn ghép chúng ta. Về ý cậu thế nào? Tôi nhanh hỏi. Tiểu Nhan, tôi biết cậu rất khó xử, cũng rất không tình nguyện, nhưng nếu có thể cùng cậu ăn một bữa cơm, đi dạo phố, xem phim, rồi khoác tay cậu tham gia bữa tiệc, thì đó sẽ là ký ức mà cả đời này tôi không thể nào quên. Tôi đương nhiên vô cùng mong chờ. Cao Lam nói đầy thân tình. Vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú cùng với loại thoại sâu nặng như vậy đủ để hạ gục bất cứ cô gái nào. Tôi nhận cũng có chút xúc động, nhưng cô là người đã kết hôn, hơn nữa là mình đang đứng ngay bên cạnh, sao cô có thể đồng ý được chứ? Nhưng nếu không đồng ý, lẽ nào cứ thế mà trơ mắt nhìn bác cả tiếp tục chịu đau khổ sao? Sao cô có thể nhẫn tâm được chứ? Tôi nhận cúi đầu bàn tay siết chặt, nhưng lúc này là mình bỗng lên tiếng. Thôi bỏ đi Tiểu Nhan, chúng ta tìm bác sĩ khác. Lâm vừa dứt lời, Tôi Nhan và Cao Lam đều ngoảnh sang nhìn anh. Bác sĩ ở đâu bên kia cũng không khỏi kinh ngạc. Anh còn lựa chọn nào tốt hơn sao? Tôi Nhan vội hỏi. Có đầy người, cần gì phải tìm bác sĩ này chứ? Lương tâm của bác sĩ này như vậy, anh người y thuật cũng chẳng ra gì đâu, kệ cô ta đi. Lâm mình lạnh lùng hừ một tiếng. Cao Lam nghe thấy thế thì không khỏi ngớ ra rồi bị mình cười. Anh đúng là không biết trời cao đất dày. Anh có biết người bên kia điện thoại là ai không? Đó là cô Anna, nổi tiếng như cồn, phó hội trưởng của Hiệp hội Y học Quốc tế. Vậy mà anh dám nói y thuật cô ấy chẳng ra gì sao? Anh, thú vị thật đó. Tức cục anh có biết cô ấy có thân phận gì không? Trong mắt các anh thì y thuật cô ta đúng là rất tốt, nhưng trong mắt tôi thì cũng bình thường mà thôi. Bảo cô ta rằng tôi sẽ không đồng ý với những yêu cầu đó. Muốn vợ tôi đi ăn với anh sao? Nằm mơ đi. Lê Minh hừ lạnh. Cao Lam nghe thấy thế thì bất đắc dĩ nhún vai, nói với Tôi Nhan. Tiểu Nhan, điện thoại còn chưa tắt, chắc là cô Anna đã nghe thấy hết những lời chồng cậu vừa nói rồi. Anh Cao, người vừa lên tiếng là ai vậy? Tín hiệu không được tốt nên vừa rồi tôi nghe không rõ. Lúc này giọng nói đầu bên kia vội vàng hỏi. Không có gì đâu cô Anna, chỉ là những lời nói trong lúc tức giận của chồng tôi thôi, cô đừng để bụng. Tôi đang cuốn lên vội vàng nặng đã đủ cười, sau đó tức giận quát lên mình. Sao anh có thể nói những lời như vậy chứ? Mau xin lỗi cô Anna đi, nghe thấy chưa? Cô ta không cần anh xin lỗi đâu. Lâm mới đắc đầu là đừng nói. Anh đừng gây rối nữa được không? Anh cút đi, mau cút đi. Tôi Nhan tức không nói nên lời, chỉ có thể đuổi Lâm Minh đi. Lâm Minh nhìn điện thoại lắc đầu rồi xoay người rời đi. Còn giọng nữ ở đầu bên kia lại vô vàng lặp lại. Cao Nam, người bên đây tiếng là ai vậy? Mau trả lời cho tôi. Còn nữa, cô gái bên cạnh anh là ai? Trả lời tôi ngay lập tức, nhanh lên. Giọng nói kia vô cùng nôn nóng và gấp gáp. Cao Nam mỉm cười. Cô Anna, cô đừng giận, cô gái bên cạnh tôi chỉ là bạn học cũ. Tên gốc vừa rồi là chồng cậu ấy. Chồng cậu ấy, anh nói hơi lỗ mãng, cô đừng giận. Là bạn học của anh sao? Anna ở bên kia điện thoại lập tức sửng sốt. Không sai, là bạn học của tôi. Cô Anna, mong cô đừng tức giận. Bạn tôi sắp ly hôn với chồng cô ấy rồi. Có lẽ tư duy của chồng cô ấy hơi đặc biệt, nói chuyện khá bảo thủ. Hy vọng cô có thể thứ lỗi. Còn chuyện chữa trị, tôi hy vọng cô chắc chắn giúp tôi. Còn điều kiện mà cô nói, hay là thôi đi, đừng làm khó bạn học của tôi nữa. Cao Lam miếng cười nói. Mặc dù anh ta hy vọng Tô Nhân có thể đồng ý với điều kiện của anh ta, nhưng anh ta biết vội vàng thì không nên chuyện. Tô Nhân đã tỏ ra phản cảm như vậy thì cứ ép buộc sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Cho nên anh ta quyết định cứ để yên ổn trước, đợi Tô Nhân ly hôn với Lâm Minh rồi thành ra mới nhân dịp xem vào hái bông hoa tươi mình mở này xuống. Chỉ là Anna ở cái điện thoại dường như không quan tâm đến chuyện này. Cao Lam, bạn học của anh là người Giang Thành sao? Phải, cô Anna, cô hỏi cái đó làm gì? Cao Lam hơi kinh ngạc. Tôi hỏi anh, bạn học của anh tên là gì? Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại vô cùng hồi hộp, hơn nữa còn rất cẩn trọng. Cô Anna có chuyện gì sao? Cao Lam cảm thấy không đúng, nhíu mày hỏi. Mong anh mau chóng trả lời câu hỏi của tôi, Anna vừa nói. Sắc mặt Cao Lam xa sầm, còn chút bất mãn với thái độ của Anna. Tô Nhan ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Xin chào bác sĩ Anna, tôi là Tô Nhan, là bạn học của Cao Lam. Tiểu Nhan. Anna hét đến sắp rách cả cổ họng mình. Cao Lam và Tô Nhan định giật mình. Cô Anna, cô sao thế? Cao Lam bịt vội lỗ tai không nhịn được hỏi lại. Nhưng anh ta vừa đưa ra câu hỏi kia, bên kia điện thoại đã vang lên tiếng cúp máy tút tút. Cô Anna, cô Anna. Cao Lam vội hét đi ra tiếng, nhưng điện thoại đã cúp máy. Cao Lam, bạn của anh làm sao vậy? Tô Nhan khó hiểu hỏi. Không rõ, có thể là có chuyện gì đó, tôi gọi hỏi xem sao. Cao Lam đứng dậy ra, gọi vào mấy số điện thoại, nhưng chỉ vang lên tiếng trả lời tự động. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang bận. Cái quái gì vậy chứ?
Cao Lam không khỏi mắng một câu. Cao Lam, thật xin lỗi. Tô Nhân do dự một lúc nhưng không biết nên nói gì. Đáy mắt Cao Lam lấy lên vẻ tức giận. Yêu cầu mà Anna đưa ra gần như đã tiết lộ tấm lòng của mình với Tô Nhân. Nhưng con hả này lại không đả động gì. Trong lòng anh ta rất không vui nhưng trên mặt vẫn hòa nhã cười nói. Tiểu Nhân, cậu đừng nói vậy. Chuyện này đúng là do tôi quá đường đột. Cô Anna này biết tôi đến Giang Thành tìm cậu. Nhưng cô ấy cũng biết tôi có tình cảm với cậu nên mới nói ra lời như vậy. Mặc dù tôi rất mong chờ nhưng nghĩ lại thì cảm thấy như thế không thích hợp lắm. Dù gì cậu vẫn chưa ly hôn, vẫn còn là phụ nữ có chồng. Hơn nữa, đi dạo xem phim với tôi, bị đồ ra ngoài, ít nhiều cũng sẽ bị bàn tán. Chuyện này là tôi không suy nghĩ chu đáo. Tôi nên xin lỗi cậu, xin lỗi nhé. Ở đây Cao Lam hơi khom mình trước Tô Nhan. Tô Nhan ngạc nhiên, vội vàng xua tay. Cao Lam, cậu đừng như vậy, tôi không có ý đó. Nói vậy là cậu đồng ý rồi sao? Cao Lam sáng bừng mắt lên, tràn đầy mong chờ hỏi ra. Cũng không phải. Tô Nhan cúi gằm mặt, lắc đầu.